Pháp hành, trưởng lão Thích Thông Lạc, bài 31. Hôm nay là cái buổi học về các cái giới hành, tức là pháp hành của đạo Phật, là cái buổi học cuối cùng. Vì thầy muốn tóm lược lại cho nó nhanh, vì cái thời gian của thầy còn phải làm việc rất nhiều ngoài mặt. Thứ nhất là đi tìm những cái bậc mà chuyên tu, mà những người này họ có cái tâm tha thứ tu hành mà họ chưa có đủ cái duyên để mà gặp thầy, cho nên thầy đi tìm những cái bậc này để mà độ họ cho nó tu hành cho tốt. Cái thứ hai là tìm cái địa điểm, tìm cái nơi nào mà nó yên ổn nhất để cho một vị tu sĩ sống đúng cái pháp hành của Phật, tức là sống cái hành trầm lặng, sống độc cư hoàn toàn để thực hiện được cái tâm hồn giải thoát. Chứ còn sống mà cái cuộc sống mà không đúng á, thì dù tu thiền gì thì cũng không kết quả được. Cho nên nó có hai cái mục đích trong cái hồ hạ năm nay. Và đồng thời thì những ngày còn lại trong hạ này, thầy tiếp tục thầy soạn cái bộ giới luật của Phật cho nó hoàn chỉnh. Vì cái tập thứ nhất của cái bộ giới này á, thì coi như là sắp sửa hoàn thành. Thầy chỉ còn viết cái lời bạc và cái lời tựa của cái cuốn sách giới luật này. Còn cái tập 2 thì thầy sẽ tiếp tục dạy về giới luật, thì nói về cái đức của một cái vị tỳ kheo và cái hạnh của vị tỳ kheo trong các thế giới, trong 250 giới cũng như là 348 giới luật của Phật đối với vị tỳ kheo. Còn bây giờ hôm nay từ hôm mà học cái giới hành, tức là các cái pháp hành của Phật, để chúng ta biết được cái đường lối tu tập, thì thầy đã giảng từ cái trí chứng cần cho đến hôm nay là nó bắt đầu học đến cái tứ ý túc và tam minh. Từ lâu tới giờ thì hầu hết là các học giả triển khai đến cái tứ ý túc á, thì họ chỉ nói chuông cho còn họ không thấy cái cách thức tu. Và cái tam minh cũng vậy, họ chỉ nói hướng tâm đến tam minh rồi viết được nhiều đời nhiều kiếp dựa như trong kinh sách. Cho nên ở đây trước tiên mà dạy về tứ ý túc á, thầy cũng sẽ đọc cho thấy những cái danh từ mà ở trong kinh nó có nhấn mạnh, nhưng mà hầu hết là người ta không lưu ý những cái danh từ đó, hoặc là những danh từ đó dịch sai mà làm cho người ta không có thể biết nó cái pháp hành ở đâu. Vậy những cái khó khăn là gì? Cái người chưa có thực hiện được cái sự giải thoát, cho nên không thấy được cái nghĩa lý của những cái lời dạy ở trong kinh sách này. Đây là cái bộ kinh Trường Bộ. Trong cái bộ kinh Trường Bộ tập 1 á, nói về kinh Sa Môn Quả, thì thầy cũng chỉ trích một cái đoạn mà nói về tu về tứ nhi túc cho đến tam minh, cho nên cái đoạn này thầy sẽ nhắc lại. Bởi vì trong Sa Môn Quả, từ khi bắt đầu mà vào xuất gia cho đến khi mà thành tựu giải thoát á, đều là cái quả của Sa Môn, cái quả kết quả của sự giải thoát của vị tu sĩ, cho nên gọi là Sa Môn Quả. Ở đây thì Đức Phật nói chuyện với một nhà vua, cho nên Đức Phật có nhắc lại cái chỗ cái tâm mà vị ấy đã nhập được cái tứ thiền, tức là khi mà tỉnh chỉ cái hơi thở. Các thầy cũng lưu ý rằng cái thiền của đạo Phật rất là tuyệt diệu, là vì làm cho nó ngưng cái hơi thở, mà cái hơi thở đã ngưng á, thì các cái bộ phận hoạt động ở trong thân của chúng ta nó cũng đều ngưng tương hết. Còn cái hơi thở mà còn thở thì tất cả các cái bộ phận ở trong thân chúng ta đều là hoạt động. Cho nên đặc biệt là có thiền của đạo Phật để chỉ rõ là chúng ta biết được cái chỗ ngưng hơi thở, cách thức làm cho nó ngưng hơi thở. Còn các loại thiền khác thì nó không biết cách tu tập này, cho nên do vì vậy mà nó không thể nào tỉnh chỉ hơi thở được. Chỉ có bốn thiền á, từ cái sơ thiền á, nó làm chủ được cái cuộc sống, là nó ly dục ly ác pháp, nó làm cho tâm chúng ta không còn tham sân si ham muốn nữa. Cái nhị thiền á, thì bắt đầu chúng ta vào những cái định, nhưng mà nhờ cái chỗ mà cái tâm thanh tịnh ly dục ly ác pháp đó mà người ta mới thực hiện được bốn cái thiền định sau này, bốn cái định sau này. Đó là từ cái nhị thiền, tam thiền, tứ thiền và diệt thọ tướng định. Còn cái vì nó có cái tâm thanh tịnh nó mới thực hiện được, còn người mà chưa có tâm thanh tịnh thì đừng có nói rằng rớ tới cái thiền của đạo Phật được. Ngay cả cái sơ thiền
mà tu tập ly dục ly ác pháp thì cũng không bao giờ mà có thể mà đạt được cái sơ thiền, chứ huống rồi thì là cái gì thiền. Thường là người ta tu hành thiền định, người ta ức chế tâm để hết vọng tưởng, để không còn tầm tứ, để đi vào cái nhị thiền, mà không thấy đó là cái pháp ức chế tâm. Nó làm chúng ta khi mà ức chế được cái tâm, tức là ý thức chúng ta không hoạt động, không khởi những cái niệm vọng tưởng nữa, thì cái tưởng thức chúng ta sẽ hoạt động. Cũng như một người ngủ, thì khi mà ngủ thì cái ý thức nó ngưng hoạt động, thì cái tưởng thức nó hoạt động, cho nên cái người ngủ thì nó phải có chiêm bao, nó phải thực hiện qua giấc chiêm bao. À, còn cái ý thức mà nó làm việc, nó hoạt động á, thì nó không bao giờ có chiêm bao được. Cho nên khi một người mà ức chế cái tâm á, thì coi như là nó không có vọng tưởng á, thì người đó sẽ rơi vào cái trạng thái tưởng. Những cái trạng thái tưởng như cái trạng thái hỷ lạc, thiên an đều là do trạng thái tưởng mà sinh ra. À, cũng như cái người mà tu cái thiền mà bốn thiền ly dục ly ác pháp nhập sơ thiền rồi thì nó còn tầm tứ, nhưng mà khi mà nhập nhị thiền á, giữa tầm tứ mà nhập nhị thiền á, thì cái ý thức nó cũng ngưng hoàn toàn, nó bị nó không có tầm nữa, nó không có tứ nữa, do nó cũng ngưng hoàn toàn. Nhưng mà ở đây á, nó không có ức chế tâm, mà nó chỉ có cái như lý tác ý, tức là cái pháp hướng. Ví dụ như bây giờ mình muốn cho tầm tứ nó ngưng thì mình bảo rằng tầm tứ hãy tỉnh chỉ, thì tức là tầm tứ nó sẽ ngưng, tức là bây giờ chúng ta sẽ nhập nhị thiền. Mà nó không phải là do cái chỗ mà chúng ta ức chế tâm ngồi tập trung vào một cái hơi thở hoặc là một cái đối tượng nào đó, chúng ta chỉ ra lệnh thôi thì nó ngưng. Do cái chỗ mà nó ngưng đó bằng cái tâm nó đã ly dục ly ác pháp. Nếu mà chưa ly dục ly ác pháp thì cái đạo lực hay hoặc là cái pháp mà dẫn tâm á, thì nó không có, không có cái lực dẫn tâm, cho nên chúng ta có ra lệnh nó cũng không làm gì được mà nó ngưng. Còn chúng ta tâm chúng ta thanh tịnh thì chúng ta ra lệnh thì được liền. Cho nên ở đây thầy xin dạy về nhắc lại để rồi chúng ta có những cái từ như là ở trong cái định tứ thiền nó cũng vậy, có những cái danh từ coi thì nó tầm thường vậy, chứ sự thật ra nó có những cái từ mà Phật chỉ nó rất là rõ ràng và cụ thể chứ không phải không đâu. Nhưng thầy đã dạy cái tứ thiền, nếu mà giảng cho nó kỹ, thật kỹ thì nó lại mất thời giờ rất nhiều, và đồng thời thì các con cũng biết rằng mình tu được từ cái này thì nó đi tới cái khác nó dễ hơn, còn nghe nó nhiều quá, nó mênh mông thì nó sẽ rối đi, nó làm cho chúng ta không có biết đường tu. Thay vì các con phải tu tập do cái sự của một vị thiện hữu tri thức hướng dẫn, thì các con phải cả dạy, các con phải tu ly dục ly ác pháp. Người ta không hề nói tới tam thiền tứ thiền cách gì hết, người ta không nói cách thức tu tập cái đó như thế nào, người ta không nói. Nhưng mà dạy ông bảo các con bây giờ phải tu cái gì để mà ly dục ly ác pháp, thì các con phải thực hiện làm cái được ly dục ly ác pháp rồi thì người ta mới dạy kế, chứ người ta không dạy nhị thiền hay là tam thiền gì, người ta không nói trước. Thì cái tu của các con rất dễ. Còn cái này giảng ra một thành cái bài như vậy làm cho cái đầu óc của các con hiểu biết đủ thứ hết, cho nên Phật nói những gì cần hiểu thì hiểu, mà những gì chưa cần hiểu, chưa cần biết tới nó mà biết thì nó rất là rối. Ở đây hầu hết là chúng ta bị cái trường hợp mà đem kinh sách giảng nó làm cho chúng ta rối, từ cái chỗ chưa làm được mà đến cái chỗ quá là cao siêu. Đối với cái tâm hữu hạn của chúng ta thì làm sao hiểu nổi những cái tâm mà vô hạn này, chỗ mà cái hiểu mà rất là siêu này. Thì do đó mà chúng ta cũng muốn hiểu với cái tâm chúng ta đang hữu hạn mà chúng ta muốn hiểu cái vô hạn của nó thì làm sao được. Như ví dụ như một thân này biến ra một thân thì các vị hiểu như thế nào được mà khi mà nó biến ra một thân. Hay hoặc là ngồi đây mà đưa cái bàn tay mà rờ mặt trăng mặt trời thì các vị làm sao hiểu được với cái tâm mà hữu hạn này. Trừ ra khi chúng ta có cái tâm vô hạn thì chúng ta mới hiểu được. Cho nên những cái nói ra mà không hiểu để đi tìm mò thì cái điều đó là cái điều sai lệch. Mà với cái trí, cái tâm hữu hạn này thì làm gì mà tìm mò hiểu cho được, khó mà hiểu được. Cũng như ví dụ như nghe nói về túc mạng minh, người ta nhớ lại nhiều đời, người ta thấy lại nhiều đời nhiều kiếp người ta, thì mình không hiểu làm sao mà nhớ lại những cái quá khứ nhiều, cái thời gian dài cả ngàn năm. Như bây giờ ví dụ như muốn nghe lại cái bài kinh Tam Môn Quả này, khi Đức Phật mà nói chuyện với nhà vua như vậy, mình muốn nghe lại cái bài kinh đang Đức Phật đang thuyết trong cái thời quá khứ đó, mà bây giờ hiện giờ mình trở về quá khứ mình nghe lại cái bài kinh đó mà Đức Phật cũng đang thuyết, âm thanh cái tiếng nói của Đức Phật cũng đang vang ở trong cái quá khứ đó, thì lúc bây giờ chúng ta phải có một cái tam minh, thì cái túc mạng minh đó, chúng ta mới trở về với cái quá khứ đó được. Chúng ta mới thu ngắn cái thời gian nó lại, nó không còn quá khứ thì nó trở về hiện tại. Thì lúc bây giờ chúng ta nghe lại cái bài kinh đó thì như vậy Đức Phật đang thuyết vậy có đúng như ở trong kinh sách này không, hay hoặc cái kinh sách người ta thêm. Cho nên muốn xác định được cái bài kinh đó thì chúng ta phải
thực hiện những cái mà cái tâm, cái tâm mà vô hạn đó thì nó mới hiểu được, mà cái tâm mà hữu hạn như chúng ta hiện giờ thì không thể hiểu được cái gì đó được. Cho nên những kinh sách này đúng hay sai, mà đối với một người mà tu chứng mà có tam minh rồi thì họ biết sạch, họ biết cái bài kinh nào đúng, bài kinh nào sai. Còn cái người mà như các con bây giờ cứ dựa trong kinh sách này để cho nó đúng sai thì điều đó các con, người ta biết chắc chắn là cái bài kinh đó ai thêm vào, người nào thêm vào, người ta trở về quá khứ do cái kinh này ai soạn ra như thế nào, người ta sẽ dùng cái sức mà cái tâm mà vô hạn này thì người ta sẽ biết được hết tất cả mọi cái sự việc đó. Vậy bây giờ nói về tứ nhĩ túc, tức là cái muốn mình như thế nào nó sẽ làm được như thế nấy. Thì cái mà định như ý túc đó, thì chúng ta đã từng tập mà từ cái sơ thiền để ly dục ly ái pháp thì chúng ta có một cái đạo lực, tức là cái sức lực của cái tâm linh của chúng ta nó rất là huyền diệu, do cái tâm thanh tịnh không còn tham sân si phiền não nữa. Thì lúc bây giờ chúng ta chỉ như lý tác ý, như cái ý của mình, như cái ý muốn của mình như thế nào thì mình tác ý ra như thế nấy. Ví dụ như bây giờ cái hơi thở này đang thở như thế này ra vô này, thì chúng ta bảo hơi thở phải tịnh dị ngưng để nhập tứ thiền, thì ngay đó chúng ta phải nằm, phải giữ cái tâm mình trên cái vị trí nào để rồi lúc bây giờ cái thân và tâm của chúng ta sẽ định ở trên cái chỗ đó, cho nên gọi là định ý túc. Chứ không phải chúng ta phải nhập sơ thiền, nhị thiền, tam thiền nó mới nhập vào tứ thiền, không phải đâu. Nó không phải đi có từng tự như vậy đâu, mà đây là một cái sự điều khiển bằng một cái tâm linh, bằng cái sức nội tâm của chúng ta điều khiển nó. Mà cái sức nội tâm điều khiển chúng ta mới bắt đầu mà chúng ta ly dục ly ác pháp để mà xả cái tâm, ly cái tâm lậu hoặc của chúng ta, cái tâm mà phiền não tham sân si chúng ta, thì ngay đó chúng ta đã tu tập nó rồi. Hằng ngày chúng ta thường nhắc cái tâm như cục đất không có tham sân si nữa, lời chúng ta nói, sức chúng ta truyền lệnh như vậy, thì chúng ta phải sống đúng như thế nào? Sống đúng với luật, nghĩa là bảo nó đừng có tham sân si nữa, tâm như cục đất, đừng có giận hờn phiền não nữa, ly tất cả những lòng ham muốn. Thì như vậy chúng ta phải ly cái gì? Ly cái ăn cái ngủ, tức là chúng ta phải sống lìa cái ăn cái ngủ, chúng ta không còn chạy theo cái ăn ngủ. Còn bây giờ chúng ta ăn ngày ba bữa rồi ham ăn ham ngủ, rồi thích vui xem tivi, rồi xem này kia, ha, hoặc là thích che cổ, rồi chùa tho tháp lớn, cứ hỏi những cái điều kiện đó thì làm sao mà chúng ta thực hiện được cái đạo lực mà gọi là truyền lĩnh như vậy được? Cái tâm ham muốn mà hàng ngày cứ bảo tâm như cục đất, tâm như cục đất, ngày thì ăn ba bữa mà bảo tâm như cục đất thì làm sao như cục đất được? Tâm nó còn chạy cái ác pháp, nó còn chạy cái dục vọng. Còn bây giờ mình sống đúng, mình không có cái sống của mình nó sống đúng, nó tạo cho mình cái thanh tịnh, cho nên cái truyền lệnh của mình nó trở thành một cái lực, nó thanh tịnh, nó nghiêm chỉnh, cho nên nó mới trở thành cái lực như vậy. Từ cái lực đó chúng ta mới truyền lệnh bảo hơi thở ngưng thì hơi thở. Còn nếu mà tâm chúng ta nó không thanh tịnh làm sao chúng ta bảo nó được? Và khi muốn bảo cái hơi thở ngưng thì chúng ta ít ra chúng ta không phải ở sống cái tâm trạng của chúng ta lúc bây giờ nó phải nằm như thế nào, nó phải trụ như thế nào, nó ôm chặt như thế nào để nó nằm trên chỗ đó nó mới ngưng chứ. Còn bây giờ nếu mình thường cái thầy đang nói chuyện với cái thầy đang thuyết giảng như thế này mà bảo cái hơi thở mình ngưng thì chắc gì nó là ngưng, phải không? Cái tâm mình nó chưa nằm yên trên một cái điểm nào đó mà mình bảo nó ngưng, làm sao nó ngưng được? Cũng như bây giờ mình bảo đừng có tham sân si, đừng có ham muốn, mà mình cứ chạy theo ham muốn, mình sống trong ham muốn thì mình bảo làm sao nó nghe được? Cho nên đó là những cái tu sai, nó không đúng, phá giới luật thì không bao giờ mà có tâm thanh tịnh, mà tâm không thanh tịnh thì làm sao mà có định được. Vì vậy cho nên Phật nói giới sanh định, nghĩa là từ cái giới nó khép chặt mình ở trong cái khuôn khổ của cái ly dục ly ác pháp. Cái giới mà giới là thiện quá mà, nó khép mình ở trong cái khuôn khổ nó, mình không phạm giới, mà khi có một chút nào phạm giới thì mình xấu hổ, mình biết xấu hổ cho nên mình ngăn chừa, mình không có phạm nữa. Từ đó thế thân và tâm của mình do cái giới luật nó làm cho mình thanh tịnh. Từ thanh tịnh đó thì cái pháp hướng của mình nhắc tâm như cục đất, không có tham sân si nữa, thì lúc bây giờ cái tâm chúng ta nó mới hết tham sân si. Tu hành nó đúng cách, sống đúng cách tu hành mới đúng cách, còn sống không đúng cách thì tu hành không đúng cách. Cho nên Phật nói giới sanh định là vậy, rồi từ định nó mới sanh tuệ, chứ không phải là bây giờ chúng ta học cho nhiều, hiểu biết cho nhiều là tuệ, cái đó là cái sai của chúng ta. Cứ hiểu đi sao, từ cái học hỏi mà nhiều thì nó lại sanh cái ngã, nó làm cho cái ngã chúng ta lớn, rồi từ cái ngã đó nó chạy theo dục lạc, nó ham thích dục lạc, bởi vì cái danh thì nó kèm thêm cái lợi. Bây giờ chúng ta có cấp bằng tiến sĩ Phật học, nhưng mà rốt cuộc đời chúng ta có giải thoát được gì, hay là chúng ta chạy theo danh lợi dựa vào cấp bằng đó để chúng ta lợi dụng nó bằng cách này bằng cách khác để thuyết giảng qua cái lý luận của mình để gạt Phật tử. Nhưng mà mình nói ra một điều mà mình không làm đúng một điều mình nói thì cái người đó là cái người gì? Họ có nói hay cái gì nhưng cuộc sống họ không hay thì tức là họ cũng là một người sai mà thôi.